Dạ xin chào chị nha, thì em Vi hiện tại đang đứng ngay chiếc xe 2008 bản GT Line 2020. Xe này em bán với giá là 649 triệu, thì sẵn đây á, em sẽ quay luôn máy móc cho mình coi luôn nha. Đó, máy móc bên em luôn đảm bảo cho mình về phần không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin, odo km chuẩn. Rồi, em sẽ quay một vòng nội thất bên trong để anh chị xem luôn. Mưa quá anh chị ơi, anh chị mua xe để đi che nắng chứ mưa. Xe thì màu trắng đây, anh chủ cũ đã lên cho mình được là 4 cặp lớp Michelin rồi. Nội thất bên trong ạ, lên được cho mình là cái lót sàn rồi nè, có ốp cái này rồi để tránh chày xước ạ. Odo của xe này thì khoảng 59 ngàn. Cần số đây, vô lăng thì da thì vẫn còn tương đối nha anh chị. Đấy, cái nút bấm rồi rất là thẳng thắn, da thì vẫn còn rất là mới anh chị nha. Rồi ghế chỉnh điện nè, phanh tay sẽ quay hàng ghế phía sau, mưa quá đi thôi đó. Ghế nó có độ nghiêng cho mình này, khi mình đi đường dài mình cũng sẽ mang cảm giác đỡ mỏi lưng á anh chị. Ngồi ghế cũng rất là rộng rãi luôn. Rồi, cốp sau có cam lùi theo xe nè, cảm biến lùi theo xe nè. Cốp sau được đồ thì cũng rất là rộng rãi nha. Đó. Đây, đồ nghề đồ khá là đầy đủ rồi anh chị. Đó. Anh chị nào mà quan tâm tới chiếc xe này thì cứ liên hệ tới các số hotline ở bên em nha. Xe thì đang nằm tại cửa hàng 276 Nguyễn Tất Thành. Nhắc lại là 2008 đời 2020. 59.000 cây, bản GT Line bên em bán với giá là 649 triệu ạ. Đời xe này có hỗ trợ góp ở một số tỉnh thành, ngoài ra có hỗ trợ giao xe tận nhà cho mình nha. Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ tới bên em. Rồi xin chào và cảm ơn anh chị nhiều ạ.